Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, Tết cũng đã sắp đến rồi. Chắc hẳn lúc này thì rất nhiều gia đình đang băn khoăn, đang không biết là nên mua cho mình một chiếc xe như thế nào và chi ra tầm bao nhiêu tiền để đầu tư vào cái vụ xe cộ đi Tết như thế này. Có những người thì cần xe đi lâu dài, có những người chỉ cần đi xe trong dịp Tết này thôi. Thì hôm nay thì ô tô 360 của chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe mà chúng tôi cũng vừa mới mua về được. Tôi vừa mới mua về được và vừa mới rửa đi là đem ra đây để quay lên cho quý vị và các bạn, giới thiệu cho quý vị và các bạn luôn ạ. Ở cái khuôn tiền khoảng độ từ 200 triệu đến 300 triệu mà vẫn có ô tô để đi. Thì thưa với quý vị và các bạn, đây chính là chiếc xe Kia Morning nhập khẩu ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2011, đăng ký lần đầu tại Việt Nam năm 2013, tức là nhập về Việt Nam mình là năm 2013, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội ạ. Và chắc quý vị và các bạn cũng đã biết rồi đấy ạ. Những chiếc xe ô tô nhập khẩu từ năm 2012 trở lại đây, và những chiếc đặc biệt là những chiếc xe Kia Morning này thì thực sự là rất là hiếm ạ. Tại vì là từ năm 2011 là những chiếc xe thông tư 20 hạn chế nhập khẩu xe về Việt Nam mình, cho nên là những chiếc xe nhập khẩu không còn nhiều ở trên thị trường Việt Nam này nữa. Và thưa với quý vị và các bạn, ngay sau đây thì tôi sẽ quay về cái phần ngoại thất cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Đầu tiên là cái phần nước sơn, quý vị và các bạn nhìn đây ạ. Nước sơn rất là bóng bẩy, quý vị và các bạn cũng đã biết rồi đấy ạ. Vì là chúng tôi vừa với đánh bóng xong đấy, cho nên là rất là bóng bẩy, không còn một vết xước gì nữa đâu ạ. Vì chiếc xe này nói thật với quý vị và các bạn, những vết xước nhỏ thì chúng tôi cũng đã đánh bóng thì nó sẽ hết rồi. Và những cái vết xước nó hơi to một chút thì là chúng tôi phải sơn lại thì nó mới hết, nó mới được đẹp như thế này đấy ạ. Và đâm đụng va chạm thì cam kết với quý vị và các bạn là không có đâm đụng hay va chạm gì đâu ạ. Chỉ xước nhỏ nhẹ thì chúng tôi sơn thôi ạ. Đâm đụng va chạm nặng thì là không có đâu ạ. Đấy, cho nên nếu như là đâm đụng hay va chạm nặng thì nhìn về cái nền này là nó sẽ không còn được căng như thế này nữa đâu ạ. Đấy, quý vị và bạn nhìn chéo thì thấy nếu đâm đụng hay va chạm thì sơn nó sẽ khác ạ. Và xước sát nhỏ nhẹ thì sơn nó sẽ khác ạ. Đấy, cho nên là nhìn về cái phần ngoại thất thì bây giờ quý vị và bạn ạ, không còn một vết xước nữa đâu ạ. Không còn tìm thấy một vết xước nào nữa đâu ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Và đặc biệt thì quý vị và bạn thấy đấy ạ, những chiếc xe ở Hà Nội mình thì là đặc trưng là những cái phần la răng này ấy, thì là nó xước sát là cái chuyện hết sức bình thường. Nhưng có điều là những chiếc xe mà mặt sơn ấy thì là đã thường là xước sát thì sơn được. Còn đây là cái mặt phay cho nên là nó hơi xước sát một chút ạ. Đấy, cái la răng mặt phay cho nên là nó hơi xước sát. Và đặc biệt thì quý vị và các bạn nhìn đây, quý vị bạn thấy đây ạ. Đây là cái dàn lốp mà chủ xe mới thay. Dàn lốp mới thay cho nên là còn rất là đẹp đây ạ. Hoa lốp, hoa lốp tức là nguyên ta lông đấy ạ. Nguyên ta lông còn gầy luôn đấy ạ. Đấy, dàn lốp còn rất là đẹp ạ, cả bốn lốp luôn ạ. Đây, tôi quay cho quý vị và bạn xem ạ. Cả dàn lốp này là còn đều rất là đẹp ạ. Cả cái dàn lốp này còn đều rất là đẹp. Cho nên là quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe này về thì yên tâm ạ, không phải thay, không phải làm gì nữa đâu ạ. Thích sang tên thì sang tên thôi, còn nếu không sang tên thì cứ để vậy đi ạ. Đấy, cả bốn lốp này còn rất là đẹp luôn, và cái lốp sơ cua cũng còn rất là mới quý vị bạn nhé. Đây, cái phần lốp sơ cua này, lốp sơ cua được đồ nghề còn nguyên và còn rất là mới đây ạ. Đấy, tôi còn không dọn dẹp gì cái phần trong này đâu ạ, không có dọn rửa về cái phần trong này, còn đầy nguyên đây. Đấy, lốp sơ cua còn rất là đẹp. Nói chung là về cái phần dàn lốp, quý vị và các bạn không phải lo đấy ạ, rất là mới, rất là đẹp rồi ạ. Xe cũng đã được trang bị từ những cái tay nắm này là tay nắm mạ chrome hết rồi quý vị bạn, rất là yên tâm ạ. Tay nắm mạ chrome này, bấm tay để mở cửa này, vì nó là xe đã được trang bị là khóa thông minh để nổ start stop, đây là cái khóa thông minh, bấm khóa trên đây này. Đấy, bấm tay mở cửa này, xi nhan được tích hợp trên gương, xi nhan được tích hợp trên gương ạ. Và nhìn về cái phần đầu của chiếc xe thì quý vị và các bạn thấy đây ạ, form này thì Kia cũng đã trang bị cho chiếc xe Kia Morning này là cái đèn bi xenon rồi này, đèn pha bi xenon này, đèn led này, đèn gầm một cái rồi. Tôi sẽ bật cho quý vị và bạn xem về cái phần đèn đã. Đấy, để quý vị bạn thấy được cái đèn led, đèn pha nó như thế nào nhé. Đấy, tôi bật hết cả đèn pha, đèn led.
bật đèn là tự cái đèn led nó sẽ sáng thôi ạ. Nhìn rất là đẹp đúng không quý vị các bạn? Đây là cái đèn led này, đèn led này, đèn bi này. Đèn bi là đèn bi halogen thôi. Tôi xin lỗi quý vị các bạn, vừa nãy nói là đèn pha bi xenon, nhưng pha này là pha halogen này. Bi nhưng mà có halogen nhá. Đấy, đèn là gầm rất là đầy đủ, rất là đẹp luôn rồi ạ. Đấy là cái phần ba đợt sốc trước của xe, phần đầu của xe, và đây là cái phần sau của xe. Nếu nhìn về cái phần sau, phần ba đợt sốc sau của xe thì quý vị và các bạn thấy đây ạ. Dàn đèn hậu cũng là đèn led hết rồi đấy ạ. Dàn đèn hậu cũng là đèn led này. Xe cũng đã được trang bị camera lùi này, cảm biến lùi này. Đấy, camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ rồi. Cho nên là rất thích hợp cho những người mới lái hoặc là chị em phụ nữ lùi xe, đỗ chuồng các thứ là ok hết ạ. Đấy, yên tâm. Đèn phanh trên cao, đây là cái đèn phanh trên cao đây ạ. Đầy đủ hết ạ. Chiếc xe này thì chỉ còn thiếu cửa nóc thôi ạ. Nhìn bên ngoài này chúng ta sẽ thấy luôn là chỉ còn thiếu cái cửa nóc nữa thôi ạ. Xe được sản xuất năm 2011, nhập về Việt Nam là 2013, đăng ký lần đầu 2013, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội ạ. Nhìn về cái phần ngoại thất thì rất là ok rồi, không có xước xát gì cả mà còn rất là đẹp luôn. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất của chiếc xe ạ. Đầu tiên bước vào cái khoang nội thất thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái táp bi cửa trước bên lái này ạ. Táp bi cửa trước bên lái này, keo chỉ cũng còn nguyên bản hết ạ. Keo chỉ còn nguyên bản hết ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi vào trong xe để xem về chiếc xe Kia Morning này, nhập khẩu nó có những cái option gì. Thì đây là cái phần đồng hồ của chiếc xe đây quý vị các bạn nhé. Xe cũng đã được trang bị là vô lăng bọc da, khâu da, tích hợp các phím điều khiển này, điều hòa tự động này, khóa thông minh, đèn nổ start stop đây ạ, đèn nổ start stop này. Đấy. Đầu DVD. Đầu DVD này, màn hình này, camera lùi này, cảm biến lùi này. Đấy. Sấy kính, sấy gương, sấy gương, sấy kính này. Và đặc biệt là có cả sấy ghế luôn đấy ạ, sấy ghế hàng ghế trước ạ. Sấy ghế bên lái và sấy ghế bên phụ cho hàng ghế trước đấy ạ. Đây tôi bật cho quý vị và bạn cùng xem ạ. Đấy, đây là cái phần sấy ghế nhá. Cái sấy ghế này thì cái mùa đông như mấy ngày hôm nay ấy thì đi rất là thích, sáng ra chúng ta để chế độ sấy mà lên xe thì là thật là tuyệt vời luôn đấy ạ. Rất là ấm ạ. Mấy hôm nay thì rất cần đến nó. Và tựa tay lái đấy ạ. Tựa tay lái ở cái ghế lái này. Đấy. Tựa tay lái này thì lại rất thích hợp cho những người mà hay chạy xe đường dài, chạy xe nhiều, tức là ngồi thời gian ngồi trong xe lâu để nó đỡ mỏi tay ạ. Đấy. Rất là thích. Và táp lô rất là đẹp luôn đấy ạ. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Nội thất rất là đẹp luôn. Và đây là cái táp bi cửa sau bên phụ. À, táp bi cửa sau bên lái ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên luôn đấy ạ. Ốc bản lề này. Ốc bản lề đầy đủ luôn đấy ạ. Ốc bản lề nguyên bản. Xin lỗi quý vị và bạn, tôi lại bảo ốc bản lề đầy đủ. Tất nhiên là nó phải đầy đủ rồi. Nguyên bản đấy ạ. Chưa tháo nè. Và còn rất là đẹp đấy ạ. Nội thất sau rất là đẹp ạ, đã trang bị đầy đủ cả ghế da rồi. Và chủ xe đã mua cái bộ lót sàn này rất là đẹp luôn. Lót sàn nó rất là kín, nó to rộng như này để nó không bẩn ở dưới. Và đây là cái cốp sau ạ. Ốc bản lề cốp sau đây ạ. Ốc bản lề cốp sau còn nguyên zin hết đây ạ. Còn nguyên zin hết luôn này. Keo chỉ cũng còn nguyên zin. Keo chỉ còn nguyên zin hết là chứng tỏ là không bị đâm đụng hay là không có bị va chạm gì từ phía sau này đâu ạ. Chân đèn các thứ từ những cái ốc này nó còn nguyên bản hết này. Đèn cũng chưa có bị nứt vỡ hay xước xát gì đâu ạ. Rất là đẹp. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái cánh cửa phía sau bên phụ đây ạ. Đấy. Táp bi cũng rất là đẹp rồi.
keo chỉ còn nguyên này, keo chỉ còn nguyên hết này, ốc bản lề còn nguyên này, ốc bản lề còn nguyên này, và cái phần nội thất rất là đẹp luôn này. Còn đây là chiếc táp bi cửa trước bên phụ ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên hết luôn đấy. Keo chỉ còn nguyên, còn táp bi còn rất là đẹp luôn đấy. Táp lô, táp bi đều rất là đẹp, đều rất là mới luôn đấy. Về cái phần nội thất và ngoại thất thì rất là ok rồi. Còn máy móc thì sao? Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần đầu của xe và cái phần máy móc của xe. Trước tiên thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần ốc cabo đã nào. Xem về cái phần có đâm đụng hay va chạm gì không đã. Đấy, đây là cái phần ốc cabo này. Keo chỉ này. Ốc cabo, keo chỉ cabo. Tất cả cũng còn nguyên bản hết luôn đấy ạ. Đấy. Đây quý vị các bạn nhìn về cái cabo này thì nó rất là rõ luôn này. Nó tháo hở luôn như thế này cho quý vị các bạn có thể yên tâm luôn này. Đâm đụng hay va chạm thì chúng ta nhìn luôn thì chúng ta đã biết rồi. Và kinh nghiệm tôi chia sẻ cho quý vị và các bạn nhé. Đi mua những cái xe cabo mà nó keo chỉ nó còn nguyên là một này. Thứ hai là những nếu như có bị đâm đụng hay va chạm thì thay cabo ấy. Thay cabo zin nó sẽ có tem này này. Có tem của nhà sản xuất ở cabo này này. Đấy. Chứ còn thay đi là thường là những cái cabo thay là không có đâu ạ. Không có tem đâu ạ. Đấy là cái phần cabo. Và sau đây là cái phần máy này. Từ cái ốc chân máy này. Đấy, ốc chân máy này cho đến ốc mặt máy này. Tất cả là còn nguyên zin này. Những cái ốc ở trong hốc này này. Quý vị các bạn phải nhìn kỹ nhá. Đi mua xe cũ là chúng ta phải nhìn kỹ từng con ốc một này. Những cái ốc ở trong góc khuất này này. Nếu như bị đâm đụng hay va chạm gì là bắt buộc phải tháo ra để sửa chữa. Mà tháo ra để sửa chữa xe nó có vết ở nhau trong những cái góc khuất này là không xử lý được đâu quý vị bạn nhé. Không thể xử lý được cho nên nó sẽ rất là lộ ở những đấy ạ. Và cái động cơ này thì chúng tôi cam kết là không bị ngập nước, không bị làm lại máy ạ. Máy móc còn nguyên hết đấy ạ. Đấy quý vị các bạn nhìn ốc thì quý vị bạn cũng đã biết rồi đấy ạ. Ốc còn nguyên hết luôn này, ốc máy còn nguyên ạ. Và máy tôi đang nổ đấy ạ, rất là êm. Quý vị bạn có nghe thấy tiếng máy không ạ? Tôi quay trực tiếp đây và dí sát cái điện thoại vào tận máy đây mà cũng không nghe tiếng rõ tiếng máy đâu ạ. Máy rất là êm đấy ạ. Còn rất là mới, rất là đẹp luôn ạ. Mặc dù chúng tôi chưa có dọn dẹp gì đâu nhá, chiếc xe này là máy chúng tôi cũng để nguyên đây này. Còn bẩn nguyên đây ạ. Đấy, còn bẩn nguyên nhưng mà nó đã đẹp như thế này rồi. Nếu như dọn dẹp sạch sẽ lên là nó đẹp lắm đấy ạ. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Morning 2011 thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Morning nhập khẩu 2011 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.
Mm-hmm.